Ôi bể cao ha, ổi mọi người ơi. Ổi nè, quá trời ổi. Đây miếng vườn cao. Cao cũng mới bẻ xong mọi người. Máy xe. Để vô máy xe. 20 xe. 20 xe hả? Dữ ha. Xe nhiêu ký? 50 à. 5 tấn. 50 ký nội. À 500 ký. Ừ. Dữ nha. Cao này sẽ sai không? Ha. Đây vậy nó sót. Cao này chuẩn bị hết mùa mọi người ơi. Hết vụ rồi. Chỗ một cao còn gì không? Cao ỉnh ỉnh vậy nè. Đẹp không ha? Dì chở xuống dưới luôn đi. Hơi căng đó, căng mẹ. Tại vì chở dưới căng luôn cũng được. Cái nó khỏe. Thôi đâu, 2-3 chập. Tròn quá trời tròn mọi người ơi. Quay nào quay nấy hình dung. Giác chắc đi. Tao làm cái mọi người. Hết hình dung cao. Trời ơi quay kìa. Nãy 89 là 90. 120. 120. Rồi chưa đó. 2 còn 96 hả? Ừ. 94 hả? Ai à, biết đâu chạy nhiêu. 94. Ừ. Trời ơi, mình trời. Ô đại ca. Ủa đâu hết rồi, hết rồi đó hả? Có biết chưa? Cái mẫu gì mới chịu hơn? Bữa nay ổng có thôi, bữa bữa. Tròn này không có hơi hám mà xe của tôi mấy người tôi nó đẹp một cái nhưng mà tôi có phải cao tròn đẹp à cao cũng luôn kìa 43 chứ thôi còn 30 ừ. Tính 150 đây cho thêm ký hả? Tính 150 đây cho thêm ký 175 coi vậy. Còn cái này một mã 74, mã 78 chưa chờ. Rồi cái kia còn 85. 85 là 126. Sao cô ngày cắt được nhiêu tiền cô? Ngày chừng 200 ngàn không? Không được, có vô lô túc hay gì?
200 ngàn mới đủ tiền ngày chứ bộ. Thôi vậy là mấy con dư tiền về cho mấy cô đi. Không quen không nổi. Tới rồi đó. Quen tiếp. Vậy chứ chừng là kiếm hơn 100 ngàn. Hiện tại thì bà con có bình luận về cho mình là 3.000 bán cũng được, và có số bà con là 5.000 không bán để cùng chơi. Tùy theo bà con và cô bác anh chị em, hiện tại thì giá đã giảm. Đây là nỗi lo sợ của bà con cùng miền Tây của mình. Bà con có đừng quên cho mình một like và một đăng ký để có động lực làm video tiếp theo.